Em chào các bác nhá, đã trở lại kênh. Nay em xin review một em Wasino. Đây đang có điện sẵn này, đấu thử chạy máy luôn. Thì, con này là thước quang 2 chiều XY. Thì con này được cái là hộp số quay. Ở đây số 50 là số nhỏ nhất nhá. Còn số lớn nhất là nó là 1500. Nước sơn thì tại vì buổi tối nên là mình nhìn nó hơi bị xấu xấu một tí, nhưng mà thực tế mà nói này nó đẹp lắm. Sơn này là sơn zin bên Nhật á, họ cũng quét lại rồi nhá. Mâm cặp là 270. Ba chấu. Băng thì zin nguyên bản. Vít me nguyên bản. Con này chưa lau chùi nhá. Chưa lau chùi. Mọi cái là chưa lau chùi luôn. Còn nguyên bông vẩy cá luôn nhá. Về độ dơ của con này thì gần như là không có. Đây mấp mé này, mấp mé này. Đụng là nhúc nhích này. Đúng nhất ha. Ở trên này nó có bạt bàn độ bẻ côn nhé. Thì con này đời nó khá ok nên là nó còn được cái bộ chỉnh dao như này. Về phần băng thì chưa bị va chạm. Bộ phận này thì thước quang nhé, của chiều X. Đây này, cái bộ này là đếm bước gen nhé. Đến bước gen cũng còn số ok chứ. Bộ phận này còn nguyên bản. Đây, chưa có lau chùi hết nha. Đây, trong này đây, quay thử. Còn ok hết nha. Đây, tỉ mỉ soi hết từ dưới kể cả thắng luôn. Bước tiếp theo là cái bộ này là bộ thước quang. Thước quang thì đây. Sơn còn rất là bóng à. Đây mọi cái ok nhá. Bác nào đặt em Wasino mà có thước quang á, thì liên hệ lại em nhé. Đây thước quang đây nhá. Mitsuto nhá, Nhật Bản. Đấy, nước sơn thì gần như là không chảy miếng nào hết. Nước sơn là gần như là không chảy miếng nào. Em sẽ sửa thử cái số lớn nhất cho các bác xem luôn nhé. Rồi đặt thắng lại này. Thử số lớn nhất này. 1500. Từ từ. Rồi số lớn nhất đây. Nghe tiếng gió quá không? Ok. Số lớn nhất là chỉ nghe tiếng gió thôi. Đây là thắng này. Sẽ giảm số xuống. Cần sang số cũng rất là nhẹ, ok ha. Đấy. Thì ở đây á, bây giờ em sẽ cho bước gen của phần tự động chạy ha. Đây, phần này tự động ha. Muốn đổi số nhanh chậm thì ở đây ha. Đây, số nhanh chậm này, để số 8 luôn nha. Số 8 luôn. Số 8 này chậm này. Mình để số 1 xem nó nhanh hơn không. Đây, số 1.
À, trước hết mình chạy tự động trước nhá. Tôi xích quay này nhá. Tôi xích quay nhá. Ok nhá. Bây giờ sẽ tự động bàn dưới này. Gật số. Đá vô. Đó. Thì là tôi xích của bàn này nó sẽ chạy nhá. Buổi tối nên là hơi mờ mờ, các bác thông cảm nhá. Đấy. Quan trọng là nhìn làm sao nó thấy máy chất là ok rồi. Khi mà chạy gen mình sẽ về mo nhé. Về mo thì mình sẽ đổi ở đây. Bộ phận này. Đổi lên đây chạy gen. Khi chạy gen thì trục trên này sẽ quay thì mình sập ở đây xuống ha. Đó. Thì ở đây. Bước tiến nó sẽ quay. Con này là chuẩn, không cần chỉnh luôn các bác ha. Đó. Ok hết nhá. Rất ít khi mà có những con máy nó sáng sủa đẹp như thế này. Đây là đảo chiều của Vipme nhé. Đảo chiều Vipme ha. Cũng rất là hay. Cần đảo cũng ok ha. Đây nha, em thử test thước quang nhé. Đây nhá, khi mà các bác đang chạy thì có bấm Aero, Aero đây hay là reset, Aero là về reset này. Đó thì ở trên này em sẽ quay này. Quay bàn Y này. Quay bàn X này. Đây, X, Y đây, quay này. Y này. Y này, X này. Rồi, ok quá ha. Rồi, xong tắt máy.